Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 3, phần luyện tập và vận dụng, trang 126, sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách Cánh Diều. Cô sẽ tóm tắt đề bài nhé. Kế hoạch trong ngày: theo giờ Paris, từ 7 giờ đến 12 giờ mẹ sẽ làm việc, từ 21 giờ đến 5 giờ mẹ sẽ ngủ. Người con ở Hà Nội thì từ 7 giờ đến 12 giờ con sẽ đi học, và từ 21 giờ đến 5 giờ sẽ là thời gian con ngủ. Trong hai khung giờ này, hai mẹ con không thể liên lạc được với nhau. Yêu cầu của đề bài: tìm thời gian hai mẹ con có thể nói chuyện được với nhau theo giờ Paris và giờ Hà Nội. Gợi ý của cô: các em hãy kẻ bảng thời gian, sau đó tô màu khoảng thời gian hai mẹ con bận. Ở đây cô có bảng thời gian các giờ trong ngày. Các em thấy nếu Paris là 1 giờ thì Việt Nam sẽ là 7 giờ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có các giờ tương tự khác, như Paris là 2 giờ thì Hà Nội sẽ là 8 giờ, Paris là 7 giờ thì Hà Nội sẽ là 13 giờ. Thời gian mẹ và con bận là từ 7 giờ đến 12 giờ, và từ 21 giờ đến 5 giờ cô sẽ tô màu trắng. Thời gian con và mẹ đều rảnh, cô sẽ tô màu đỏ. Còn những giờ khác cô không tô sẽ là những giờ mẹ rảnh nhưng con bận, và ngược lại con rảnh nhưng mẹ bận. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng thời gian con và mẹ đều rảnh có thể nói chuyện được với nhau sẽ là 19 giờ và 20 giờ ở Hà Nội, tức là 13 giờ và 14 giờ ở Paris. Như vậy cô và các em đã hoàn thành bài 3 phần luyện tập và vận dụng, trang 126, sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.